Xin chào các bạn, cái video này tôi sẽ làm về vấn đề Ajax nhé. Như các bạn đều biết là cái Ajax là một cái thứ công nghệ mà chúng ta không thể không dùng khi mà lập trình web, nó được dùng liên tục. Và các cái giấy mực mà hoặc là các cái bài báo hoặc các cái video nói về Ajax thì cũng, nếu mà các bạn search thì nó có vô số. Và có một cái trang web mà tôi cũng thỉnh thoảng cũng hay lên đó, hoặc là rất nhiều người hay lên đây, nó là cái WY School, cũng có một cái mục nói về Ajax. Nào là chúng ta có rồi intro, rồi example, rồi các thứ ở đây. Nhưng mà nếu bạn nào đó mà học Ajax ở trên cái trang này thì tôi nghĩ sẽ thấy hơi nản, bởi vì chúng ta thấy rất là rắc rối, đặc biệt là nếu mà khi mà cái tiếng Anh của mình không được tốt lắm. Và tôi làm cái video này để make it simple, có nghĩa là tôi làm cho những cái chuyện này, tôi muốn giải thích nó một cách dễ hiểu hơn và dễ chấp nhận hơn đối với những cái người gọi là beginner. Thì chúng ta hãy nói như thế nào nhỉ? Tất nhiên ngoài cái việc là chúng ta dùng trực tiếp Ajax với JavaScript thì ngoài ra nó còn có rất nhiều cái framework, thí dụ như jQuery, nó làm cho những cái vấn đề sử dụng Ajax này nó đơn giản hơn. Nhưng mà hôm nay chúng ta hãy sử dụng nó bằng JavaScript, và tôi sẽ giải thích nó và tôi sẽ biến nó thành một cái thứ gì đó rất dễ sử dụng. Nếu mà chúng ta gọi là một cái framework Ajax, framework đơn giản thì cũng được. Ok. Và đây là một cái code Ajax nhé. Và đầu tiên chúng ta sẽ chỉnh lại cái code Ajax này một tí, nó có vẫn còn một vài cái lỗi, và sau đó thì chúng ta sẽ sửa lại. Đây là cái tình trạng OK của cái code đó. Tôi có một vài thứ tôi chưa, lúc nãy nó còn lỗi và tôi chạy thấy lỗi và tôi đã sửa. Và bây giờ tôi chạy lại và chúng ta sẽ, trước hết tôi sẽ chạy và sau đó tôi sẽ giải thích cái code. Và chạy thì tôi sẽ dùng cái này, phải không? Và tôi sẽ dùng cái này và chạy thôi. Tuổi của Huy là 22. Ok. Đây ở trong này, bây giờ tôi sẽ nói về các cái file. Cái file thì tôi sẽ có một cái file tên là 1.php, chính là cái file này. Và một cái file prop.php là cái file này. Thực ra cái file số 1 này các bạn có thể để nó là HTML, hoặc là tốt nhất là chúng ta là dùng PHP nhé. Thì bây giờ tôi sẽ giải thích cái code này như nào. Tôi làm cho cái này nó chui hết vào màn hình này. Nó rất là đơn giản nhé. Thì ở trong phần JavaScript này, đây tôi đặt cái tiêu đề là Make Ajax Framework này. Trong phần JavaScript thì đặt một cái biến Ajax thì bằng new XML HTTP request, đúng không? Đây chính là cái object mà chúng ta làm Ajax. Ở trong cái object này thì nó có cái method open, thì chúng ta sẽ chuyển vào tham số. Thứ nhất là cái method là post, và thứ hai là chúng ta truyền vào cái chương trình để nó xử lý. Nó sẽ truyền vào cái chương trình prop.php này, như các bạn biết nó rất đơn giản. Và tí nữa chúng ta sẽ cùng quay lại cái vấn đề này. Đây là một cái chương trình. Thứ nhất là method là post hoặc là get gì đó. Và thứ ba là một cái tham số là gọi là true, có nghĩa là nó dùng true là asynchronous, nghĩa là Ajax đấy nhá. Asynchronous nghĩa là không đồng bộ. Và tạm thời các bạn cũng chỉ cần biết đến vậy thôi. Và tiếp theo thì chúng ta phải set request header. Và như chúng ta biết là khi chúng ta sử dụng cái gọi là HTTP request thì chúng ta phải có một cái header. Thì chúng ta truyền vào cái header này. Ok. Và sau đó là đến cái phần gọi là xử lý các cái sự kiện. Và khi mà cái status nó change thì chúng ta sẽ có một cái function xử lý. Đây là trong trường hợp hoàn hảo. Trong trường hợp hoàn hảo có nghĩa là cái ready state này bằng 4 và cái status bằng 200. Tí nữa tôi sẽ nói thêm về những thứ này. Và nếu mà bây giờ chúng ta trỏ vào cái trang của WY School chẳng hạn nhé, thì các bạn sẽ thấy này. Đây này, nếu mà không là, nếu mà cái ready state này mà bằng 0 thì có nghĩa là chúng ta chưa open được cái method. Tức là chưa tạo được object nhá.
Object là cái gì? Là chính là cái object. Khi mà bằng không, khi mà khi khi mà cái lỗi trả về bằng không, có nghĩa là chúng ta thậm chí còn chưa chưa open được cái method này, tức là chưa chưa tạo được cái object này nhá. Và tiếp đến thứ hai này, server connection not established. Đó, thứ nhất, thứ hai là chúng ta chưa tạo được cái kết nối với server. Và thứ ba là tức là cái lỗi cái state mà trả về là số 2 thì có nghĩa là nó đã request được cái tức là cái request của mình đã được nhận rồi. Còn cái số 3 là đã processing cái request. Còn đến số 4 là mọi thứ, tức là request được finish, nghĩa là đã được số 4 có nghĩa là đã trả đã xử lý xong cái request và trả lại request bình thường, có nghĩa là đã hoàn tất mọi công chuyện. Còn về cái status 200 thì có nghĩa là ok, và cái 404 là page not found, có nghĩa là 404 là nó không tìm thấy được cái probe này nhé. Còn 200 là mọi chuyện ok. Thì như vậy là chúng ta chỉ quan tâm, thường các bạn sẽ chỉ quan tâm đến cái state mà bằng 4 này và cái status bằng 200, tức là khi mà mọi sự ok thì chúng ta sẽ alert lại cái Ajax response. Response là cái gì? Là khi cái chương trình này này nó trả về, nó echo cái tuổi này, thì đây chính là cái response. Và chúng ta sử dụng nó như thế nào thì tùy vào, trong trường hợp đơn giản nhất là tôi chỉ được alert nó lên thôi nhé, được không ạ? Và sau khi tất cả mọi thứ đã được khởi tạo như này thì chúng ta có thể send, chúng ta mở cái đây là một cái object, object nó là thuộc cái class này nhé. Và cái object này khởi tạo thì nó có method send, thì tôi send vào một cái biến tên thì bằng Huy và tuổi bằng 22, và cái method của mình là method post. Và ở trong cái chương trình probe này thì chúng ta sẽ lấy nó bằng cách là tên thì bằng $post chấm và tên và tuổi thì là $post tuổi, và sau đó thì tôi echo ra, nên tất cả những cái echo này ra thì nó gọi là cái response text, chính là cái gì mà cái chương trình probe này nó echo ra. Và bây giờ chúng ta cùng chạy nhé. Ồ, hình như lúc nãy chúng ta chạy rồi, và bây giờ chúng ta chạy lại chăng? Và chúng ta chạy lại thì chúng ta thấy là tuổi của Huy là 22, rất trẻ phải không? Ồ, xong còn gì nhỉ? Như vậy là chúng ta đã biết cách sử dụng Ajax với JavaScript, và chúng ta không dùng cái framework nào cả. Nhưng mà tuy nhiên, nếu mà lúc nào mà các bạn cũng làm bằng này cái code thì nó thật là bất tiện, bởi vì thứ nhất là trong một cái module hoặc là một cái chương trình nào đó thì chúng ta đã dùng những cái thứ này rất là nhiều lần, và bây giờ phần tiếp theo là chúng ta hãy biến nó thành những cái hàm hoặc là những cái gì đó nó dễ sử dụng, và chúng ta sẽ cùng làm nó nhé. Và bây giờ chúng ta thử cùng viết nó thành function nhé. Và chúng ta định nghĩa một cái function gọi là Ajax object chẳng hạn. Thì đầu tiên những cái code này chúng ta ném nó trả dần vào trong này thôi. Cắt đi và paste vào đây. Thì chúng ta có một dòng lệnh đầu tiên trong cái function, chúng ta tạo một cái biến XML HTTP request. Được không? Sau đó thì chúng ta làm gì nhỉ? Cắt cái này đi và ném nó vào từng dòng một nhé. Thì ta sẽ để cái biến này là method, và nó lấy tham số này 1 và 2 thôi, chúng ta chỉ lấy hai tham số. Và cái thứ true này lúc nào chúng ta cũng để true, thì chúng ta chỉ có cái này là method nhé, method. Và cái tham số thứ hai là probe, đúng không? Probe nó bằng cái gì? Bằng tên cái chương trình của chúng ta truyền vào, được chưa? Và tiếp theo là chúng ta gì? Thì cái này chúng ta cũng ném vào thôi, rất đơn giản và dễ hiểu, thì chúng ta cũng ném vào cho cái function này, nó làm control v control s. Thì tôi nghĩ là cái này hoàn toàn chúng ta không cần.
phải nói nhiều đúng không? Đối với một cái function object này thì chúng ta làm như vậy, chúng ta truyền vào cái này và chúng ta ajax cắt thôi. Công tuần V, công tuần S, công tuần Shift P, E, Enter. Và chúng ta làm tất cả mọi việc ở trong đó, đúng không nhỉ? Và sau đó thì chúng ta return nhỉ? Return cái biến này, return cái ajax này. Return xong nó ra. Return ajax nhé. Đúng không ạ? Và để mà khởi tạo thì mình phải làm gì nhỉ? Mình phải đặt là x hay là ajax, ajax chẳng hạn, ajax bằng gì? Chúng ta gọi cái function này nhé. Copy control V. Và tất nhiên ở chỗ này, tôi xin lỗi, ở chỗ này chúng ta sẽ phải để method vào đây nhé. Copy control V và cái proc này, copy và chúng ta sẽ ném vào đây. Đây là trừu tượng hóa nó đi đúng không? Và proc này khi mà method này thì chúng ta sẽ truyền ở dưới này là ví dụ là post chẳng hạn. Và cái proc này thì chúng ta truyền nó là bằng proc.php đúng không? .php. Các bạn cũng có thể dùng những cái tên khác để truyền nó vào. Đúng không nhỉ? Và đây chúng ta là AGX chẳng hạn. Chúng ta cũng có thể đặt nó là chính là ajax cũng được, nhưng mà chẳng làm sao cả. Nhưng mà thôi thì chúng ta đặt một cái tên khác. Đúng không? Và tôi thử chạy nó nhé. Hy vọng là nó chạy. Nếu không chạy thì... Sorry, hình như là các bạn không nhìn hết cái màn hình này. Đây. Đây chúng ta sửa lại này. Đây cái code này chúng ta sửa này. Chúng ta đưa tham số vào đây và truyền. Và khi mà sử dụng thì chúng ta chỉ cần khởi tạo hai dòng, tức là chúng ta chỉ làm ajax bằng gọi cái hàm này và truyền vào hai tham số, sau đó chúng ta dùng cái method send được không, và chúng ta thử chạy cái chương trình này xem nó có ổn không nhá. Wow, các bạn thấy không, rất là ổn. Và bây giờ theo các bạn là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải ném tất cả những cái này thành sang một cái external file, tức là một cái file bên ngoài nhé. Và chúng ta sẽ coi nó như là một cái framework của mình. Và khi mà gọi thì chúng ta chỉ giữ lại hai cái dòng này thôi, công tuần x đúng không? Và khi mà chúng ta gọi với ajax thì chúng ta chỉ cần làm hai dòng và chúng ta gọi rất đơn giản, rất đơn giản. Và bây giờ tôi sẽ tạo một cái file mới là new file công tuần s là ajax hay gì đấy nhé, ajax.js được không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ gì nhỉ? Thì chúng ta sẽ lưu vào cái file ajax này nhé, ajax.js này, và chúng ta copy cái đoạn code function vào đấy, lưu lại công tuần s đúng không? Và như vậy chúng ta chỉ có ba file index này, và chúng ta trỏ đến cái ajax.js này đúng không, và một cái file probe để xử lý. Và bây giờ chúng ta cùng chạy nhé, và chúng ta thấy nó chạy bình thường phải không? Ok đúng không? Như vậy là chúng ta đã làm hoàn thành một cái ajax framework hết sức nhỏ gọn. Và nó chỉ có 3 file, và tôi chuyển qua chuyển lại như này để chậm, để các bạn có thể copy lại cái code này nhé. Đây là cái function này đúng không, cái framework của mình này rất nhỏ đúng không, rất nhỏ xíu. Và khi mà các bạn mà
chỉ dùng chỉ cần đến Ajax thôi thì các bạn không nhất thiết là phải load cả cái thư viện jQuery, đúng không? Và tôi nghĩ là cái video này tôi đã hoàn thành, và xin cảm ơn và hẹn gặp lại.